Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tập đọc bài chú thứ 9 nằm trong thập chú, đó là Vãng Sinh Tịnh Độ Chân Ngôn Suttavati Ajur Dharani. Chúng ta sẽ tập đọc bài chú này bằng phiên âm tiếng Phạn. Thì cái bài tập hôm nay thì gồm có 3 bước. Bước thứ nhất là Tiến Mạnh sẽ đọc một lượt để giới thiệu cái bài chú này. Bước thứ hai là vận dụng cái hơi âm ở đan điền để chúng ta đọc. Và cách thứ ba là kết hợp với chuông mõ gia trì. Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu bài tập hôm nay. Suttavati Ajur Dharani. Namo Amitabhaya Tathagataya Tariyatha Amritabhagwe Amitasiddhambhagwe Amitavikrante Amitavikanta Kamini Gagana Kittakareshwaha. Và với cái bài chú này thì chúng ta sẽ đập đọc bằng cái hơi nén từ đan điền như sau. Sukkavati Ajur Dharani. Namo Amitabhaya Tathagataya Tariyatha Amritabhagwe Amitasiddhambhagwe Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kittakareshwaha. Namo Amitabhaya Tathagataya Tariyatha Amritabhagwe Amitasiddhambhagwe Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kittakareshwaha. Namo Amitabhaya Tathagataya Tariyatha Amritabhagwe Amitasiddhambhagwe Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kittakareshwaha. Namo Amitabhaya Tathagataya Tariyatha Amritabhagwe Amitasiddhambhagwe Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kittakareshwaha. Namo Amitabhaya Tathagataya Tariyatha Amritabhagwe Amitasiddhambhagwe Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kittakareshwaha. Và cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tập đọc bài chú này kết hợp với bộ chuông mõ gia trì. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi. Suttavati Ajur Dharani. Namo Amitabhaya Tathagataya Tariyatha Amritabhagwe Amitasiddhambhagwe Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kittakareshwaha. Namo Amitabhaya Tathagataya Tariyatha Amritabhagwe Amitasiddhambhagwe Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kittakareshwaha. Namo Amitabhaya Tathagataya Tariyatha Amritabhagwe Amitasiddhambhagwe Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kittakareshwaha. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã tập đọc cái bài chú Vãng Sinh Tịnh Độ Chân Ngôn Suttavati Dharani bằng phiên âm tiếng Phạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay.